chúng ta sẽ cùng khui máy HB-D8L của hãng Rionet. Đây là dòng máy trợ thính kỹ thuật số mới nhất 2023 của hãng. Đây là dòng máy trợ thính được sản xuất tại Nhật, giá niêm yết là 6.600.000 ha. Do đây là dòng kỹ thuật số nên là chúng ta có thể nghe được điện thoại và lọc nhiễu rất là tốt. Bên trong máy thì chúng ta sẽ có phiếu bảo hành, hướng dẫn tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật ha. Phụ kiện đi kèm thì chúng ta sẽ có một cái túi đựng nhỏ và một cái đầu nhựa dẻo. Bên trong thì chúng ta sẽ có một cái hộp đựng máy. Chúng ta sẽ thấy cái lo ở chỗ này, rồi cái micro ở trên đây và cái volume chỉnh lớn nhỏ từ 1 đến 4. Và bên trong chúng ta sẽ sử dụng một viên pin 13. Đặc biệt của cái dòng máy trợ thính kỹ thuật số này là chúng ta có thể lắp pin theo chiều thuận, chiều ngược đều được cô chú anh chị ha. Thì bên cạnh đó chúng ta sẽ có một cái chỗ điều chỉnh như thế này. Nhưng mà cô chú anh chị mình nên liên hệ trực tiếp với Sức Khỏe 60 giây hoặc là trước khi mua thì mình sẽ điều chỉnh cái này một lần cho cô chú anh chị luôn, mình không cần điều chỉnh nữa. Do đây là dòng kỹ thuật số nên nó lớn hơn cái dòng đời cũ rất là nhiều cô chú anh chị ha, và tiết kiệm pin hơn. Ví dụ dòng thông thường chúng ta sử dụng được khoảng một viên pin xịn được 20 ngày thì dòng này sẽ được tầm khoảng 30 ngày. Rồi, có gì thắc mắc thì cô chú anh chị mình liên hệ trực tiếp vào Sơn nha, để mua được hàng chính hãng và có thể cài đặt phù hợp với người dùng.